Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phân tích mới được đăng trên website của tổ chức nghiên cứu Demeter Foundation, chuyên gia về chính trị vùng địa cực và Trung Quốc tại Đại học Canterbury, New Zealand, Annie Marie Brady đã nhận định những tham vọng quân sự của Trung Quốc tại Bắc Cực đang gióng lên một hồi chuông báo động trong chính quyền của nhiều nước. Cụ thể thì bà Brady đã chỉ ra hồi tháng 5 năm 2019, báo cáo thường niên diễn biến an ninh và quân sự liên quan của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa của Lầu Năm Góc lần đầu tiên dành một phần đề cập những quan tâm quân sự của Trung Quốc tại vùng Bắc Cực và cảnh báo khả năng nước này điều tàu ngầm tới khu vực. Mới đây, thì chuyên gia Ryan Martinson tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Đại học Hải chiến Mỹ cũng đã viết bài phân tích cho thấy rằng Bắc Kinh đã quyết định đưa tham vọng tại Bắc Cực vào chiến lược hải quân và các nhà khoa học Trung Quốc đang hỗ trợ hiện thực hóa những tham vọng như thế này. Quân đội Mỹ thì mới đây cảnh báo tham vọng ngày càng lớn của quân đội Trung Quốc tại Bắc Cực đang trở thành một mối đe dọa an ninh lớn đối với Mỹ. Theo tờ Washington Times, trước tình hình này, thì đạo luật ủy nhiệm quốc phòng NDAA tài khóa 2020 đã chỉ đạo chính quyền Mỹ tiến hành nghiên cứu toàn diện về tất cả hoạt động quân sự của Trung Quốc tại Bắc Cực, cũng như là những đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Bắc Cực. NDAA còn kêu gọi Lầu Năm Góc tiếp tục xác định các cảng biển chiến lược tại Bắc Cực để xây dựng những vị trí này thành nơi chứa các tàu của Hải quân Mỹ. Bên cạnh đó, thì quân đội Mỹ có kế hoạch đóng tàu phá băng thứ ba trong 5 năm tới. Trung Quốc thì hiện cũng có hai tàu phá băng. Chiến lược hải quân chính thức đầu tiên của Trung Quốc được đưa ra vào giữa thập niên 1980 khi mà hải quân nước này PLA ưu tiên chiếm các đảo Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Theo bài phân tích của ông Mattison cũng được đăng trên website của James Thao Foundation. Chiến lược này thường được gọi là phòng vệ biển gần, đã chỉ đạo quân đội Trung Quốc chuẩn bị chiếm xứ và duy trì vị thế chỉ huy tại các vùng biển trong chuỗi đảo thứ nhất, trải dài từ đảo Kyushu của Nhật Bản tới Đài Loan và Philippines. Đến năm 2015 thì chiến dịch hải quân của Trung Quốc chính thức đổi thành phòng vệ biển gần, bảo vệ biển xa. Ông Mattison khẳng định, Bắc Cực không xuất hiện trong hai chiến lược hải quân trước, nhưng chắc chắn sẽ có trong chiến lược kế tiếp. Quân đội Trung Quốc đã quyết định rằng chiến lược hải quân mới thì sẽ đưa PLA đến Bắc Cực. Có lẽ vì quyết định này, cộng đồng nghiên cứu chiến lược của quân đội Trung Quốc ngày càng bàn luận nhiều về vai trò tương lai của quân đội trong khu vực mới. Ông Martinson nhận định và chỉ ra chính ủy học viện Hải quân Đại Liên Trung Quốc là Dụ Văn Bình đã tiết lộ tên của chiến lược kế tiếp trong bài viết được đăng trên báo của Hải quân nước này hồi tháng 7 năm 2018. Cụ thể, ông Dụ viết rằng chiến lược của PLA sẽ chuyển sang khái niệm mới, phòng thủ biển gần, bảo vệ biển xa, hiện diện trên đại dương và mở rộng tới hải cực cũng trong năm đó thì đại tá của quân đội trung quốc tạ bằng phi đã công khai bàn luận giá trị quân sự của bắc cực đối với trung quốc và kêu gọi triển khai các lực lượng hải quân đến khu vực này khi mà thế giới trở nên nóng hơn những lối đi hẹp tại bắc cực sẽ trở thành khu vực càng quan trọng đối với các hoạt động của lực lượng trên biển trung quốc một khi mà những lực lượng này hiện diện bình thường tại khu vực họ sẽ không chỉ có thể khiến các cuồng quốc như nga và mỹ có quyết định khác mà còn giảm được áp lực đáng kể từ các thành phần phản đối chính trong những hướng đi chiến lược khác của chúng ta, ông tả đã bình luận. chuyên gia Martinson dự đoán thì quân đội Trung Quốc sẽ có hai sứ mệnh tại Bắc Cực. sứ mệnh thứ nhất là bảo vệ các quyền và lợi ích của Trung Quốc tại Bắc Cực, trong đó có việc đi lại tự do và tiếp cận nguồn tài nguyên tại các vùng biển khu vực. sứ mệnh thứ hai là tiến hành các cuộc tuần tra gian đe hạt nhân. Việc này thì sẽ giúp quân đội Trung Quốc có thể đảm bảo tốt hơn khả năng tấn công thứ hai, tức là khả năng đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân bằng vũ khí hạt nhân. Trước đó thì vào năm 2015, sách chiến lược học do Đại học Quốc phòng Trung Quốc xuất bản đã mô tả Bắc Cực là nơi ẩn náu lý tưởng cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Ngoài ra thì đại tá tả cũng đã nhận định thời tiết xấu của Bắc Cực và những tảng băng dày đã ngăn chặn các bộ cảm biến truy và theo dõi tình hình dưới lớp băng điều này thì sẽ giúp các tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo của chúng ta hoạt động với khả năng tàng hình và có thể sống sót lâu hơn đồng thời sẽ gia tăng khả năng tấn công thứ hai của chúng ta ông tả này thì còn nhấn mạnh rằng một khi các lực lượng của chúng ta hiện diện được tại bắc cực chúng ta sẽ có thể gia tăng tính bất ngờ của các cuộc tấn công và tăng thêm khó khăn cho hệ thống cảnh báo sớm của đối phương điều này thì sẽ giảm sức ép chiến lược do hệ thống phòng thủ tên lửa của mỹ gây ra ngoài các động thái của phía trung quốc tại bắc cực thì khu vực này còn đang có một sự hiện diện của một ông lớn khác đó chính là người nga do lo sợ mỹ sẽ có những động thái cứng rắn nhằm gây ảnh hưởng và gia tăng sự kiểm soát đối với các khu vực mà nga đang xây dựng căn cứ và chủ quyền tại bắc cực thì mới đây truyền thông nga cho biết rằng quân đội nước này đã điều hai hệ thống radar rizonan có khả năng phát hiện các mục tiêu siêu thành và sẽ được triển khai trên bán đảo Kola tại Bắc Cực ngay trong năm 2020. Thông tin về quyết định triển khai mới được nhiều nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn TASS vào hôm 7 tháng 2. Hai trạm radar Rezonan sẽ được triển khai trên bán đảo Kola trong năm 2020 là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của hạm đội phương Bắc. Một radar đã được đưa vào hoạt động, trong khi trạm thứ hai đã được chuyển tới bán đảo Kola và sẽ được triển khai trước cuối năm 2020. Nhiệm vụ của Rezonan sẽ là bảo vệ lãnh thổ Nga từ hướng Bắc, ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm nhập đường không nào, dù đó là mục tiêu tàng hình. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì Rezonan được thiết kế theo nguyên lý xử lý hiệu ứng cộng hưởng sóng dội tại băng sóng mét. Hệ thống này thì dùng để giám sát không phận, xác định và tính toán chính xác tọa độ, tham số đường bay của nhiều loại mục tiêu đang bay và sẽ được đối phương triển khai trong điều kiện chiến đấu bị chế áp điện tử và nhiễu địa vật mạnh. Resonator thì có thể phát hiện các loại phương tiện bay trên siêu thanh trần cao và tầm xa, các loại tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn có hệ số phản xạ điện từ thấp, các loại máy bay có tính năng tàng hình, kể cả F-35 hay máy bay B-2 của không quân Mỹ. giới chuyên gia thì cho rằng sẽ không có gì đáng để bàn về việc tăng cường Resonator cho nga nếu nó không diễn ra sau khi mà Mỹ công bố kế hoạch triển khai số lượng lớn tiêm kích f 35 a đến căn cứ Ellison tại Alaska với một mục đích là đề phòng Nga. Vì vậy, mục tiêu chính của Resonance hướng đến nhiều khả năng sẽ là dòng chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ. Cụ thể, căn cứ Ellison thì sẽ nhận được 3 phi đội chiến đấu cơ F-35 nhằm củng cố sức mạnh cho phi đội chiến đấu cơ F-16 đang triển khai tại đây. Những chiếc F-35 đầu tiên sẽ có mặt tại căn cứ Ellison từ quý 1 năm 2020. Được biết, căn cứ không quân tại Alaska nằm gần với trung tâm huấn luyện tập trung Alaska, rộng tới 100.000 km vuông, nên các máy bay sẽ có một khu vực rộng lớn để tập luyện. Ngay trước khi công khai kế hoạch triển khai F-35 đến Alaska, thì hạm đội tàu ngầm hạt nhân Mỹ cũng đã khởi động cuộc diễn tập quy mô lớn tại Bắc Cực. Cuộc tập trận cho phép lực lượng Mỹ tập dượt năng lực sẵn sàng tác chiến tại Bắc Cực, tăng thêm kinh nghiệm tại khu vực và nâng cao hiểu biết của chúng ta về môi trường Bắc Cực. Cựu phó đô đốc Hải quân Mỹ là Joseph Tofalo đã cho rằng Mỹ có các lợi ích rộng rãi, cơ bản tại khu vực vùng cực và Mỹ sẵn sàng hành động độc lập hoặc phối hợp với các quốc gia khác nhằm đảm bảo an toàn cho các lợi ích đó. Một nhóm trong số các lợi ích đó là triển khai hệ thống lai chắn tên lửa và cảnh báo sớm triển khai các hệ thống trên biển và trên không phục vụ vận chuyển chiến lược trên biển kiềm chế chiến lược tăng cường sự hiện diện trên các biển và tiến hành các chiến dịch nhằm đảm bảo an ninh trên biển cũng như đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên khu vực lãnh thổ này đảm bảo tính cơ động toàn cầu cho các tàu và máy bay kể cả là dân sự và quân sự mỹ trên toàn bộ khu vực vùng cực cũng như đảm bảo khả năng cơ động toàn cầu cho lực lượng vũ trang mỹ trên toàn thế giới điều đó thì sẽ đảm bảo các quyền chủ quyền của Mỹ đối với một loạt khu vực xuyên hải rộng lớn cùng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có mặt tại đây. Đó là những tuyên bố. Còn về thực lực thì hiện nay chỉ riêng tại Alaska thì Mỹ đã có ba căn cứ lục quần và ba căn cứ không quần, một số các căn cứ bảo vệ xuyên hải với tổng quân số lên đến 24.000 người cùng với nhiều vũ khí tối tân nhất hiện nay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại